chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Mậu Thân sinh 1968, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, lĩnh thưởng cực to, phát tài cực mạnh, trời cho trúng lớn, 100 tỷ cầm tay, cực giàu có. Kính thưa quý khán giả, đặc biệt là quý cô bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, tôi hiểu rằng tháng 10 âm lịch vừa qua đã mang đến cho nhiều người cảm giác mệt mỏi và lo âu. Những khó khăn liên tiếp trong công việc, tình trạng sức khỏe suy giảm và tài chính ngày càng gặp khó khăn khiến bạn cảm thấy mọi thứ như đảo lộn, chẳng có lối thoát. Đôi khi, cuộc sống khiến ta phải đối mặt với những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn mời quý cô bác ngừng lo lắng một chút, hãy hít một hơi thật sâu và cùng tôi khám phá một điều đặc biệt. Vì chỉ trong 7 ngày tới, bước sang tháng 11 âm lịch 2024, mọi nỗ lực và kiên trì của quý vị trong suốt thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây sẽ là một bước ngoặt lớn, mang đến cơ hội đổi thay. Tài lộc sẽ bất ngờ gõ cửa, vận may sẽ đến, và những khó khăn, thử thách sẽ dần nhường chỗ cho sự thịnh vượng, thành công. Những gì quý vị đã làm, đã kiên nhẫn vượt qua, sẽ không vô nghĩa. Những phần thưởng to lớn không chỉ về tiền bạc mà còn về sự công nhận và hạnh phúc sẽ đến, đánh dấu một bước phát triển mới trong cuộc sống. Hãy cùng tôi theo dõi video này để hiểu rõ hơn về những cơ hội tuyệt vời đang chờ đón bạn. Vận mệnh và cuộc đời người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, theo 12 tháng sinh âm lịch. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, giới mệnh đại trạch thổ, có thể hiểu đơn giản là đất nhà lớn, với một tầm nhìn rộng lớn và khả năng phân tích vấn đề sắc bén. Những người này vốn thông minh, lanh lợi và có một trái tim nhân hậu, lương thiện. Chính vì vậy, họ dễ dàng thành công trong sự nghiệp và luôn gặp may mắn nhờ vào sự giúp đỡ của quý nhân khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, cuộc đời của họ không chỉ đơn giản là một đường thẳng của sự thành công, mà còn là một hành trình đầy thử thách và biến động, nơi mỗi tháng sinh lại mở ra những cơ hội và thách thức khác nhau. Tháng Giêng, Tân Xuân, sức sống mãnh liệt và tinh thần tự lập. Người sinh vào tháng Giêng, Tân Xuân mang trong mình một tính cách năng động, hoạt bát và đầy nhiệt huyết. Họ dễ dàng tìm thấy cơ hội trong sự nghiệp, đặc biệt là các công việc liên quan đến xuất ngoại. Mặc dù cuộc sống họ thường gặp những tiểu bệnh khó tránh, nhưng với sức khỏe tốt và tinh thần tự lập, họ vượt qua mọi thử thách. Người sinh tháng này có thể có sự nghiệp phát triển mạnh mẽ nếu khởi nghiệp ở nơi xa, nơi không bị ràng buộc bởi những mối quan hệ gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống tình duyên lại có thể gặp một số rắc rối, với những điềm báo hao tài tốn của, khiến họ phải thận trọng trong các quyết định liên quan đến tài chính. Tháng 2, Kinh Trập, tài năng và thử thách không ngừng. Người sinh tháng 2, Kinh Trập, có một tính cách mạnh mẽ, đôi khi có phần bướng bỉnh và thiếu kiên nhẫn. Dù tài năng và khả năng thông minh vượt trội, họ lại gặp phải những sóng gió trong sự nghiệp khi vận may không bền lâu. Thời kỳ đầu của cuộc đời thường thuận lợi, nhưng khi đã đạt được một số thành tựu, họ lại dễ gặp phải sự suy thoái. Mặc dù có quý nhân giúp đỡ, nhưng vận may không kéo dài mãi, và họ cần phải học cách duy trì và phát triển lâu dài. Tháng 3, Thanh Minh, cuộc sống ổn định và hạnh phúc viên mãn. Những người sinh vào tháng 3, Thanh Minh là những người thông minh, có tài năng vượt trội và luôn được sự hỗ trợ nhiệt tình từ bạn bè và gia đình. Họ có thể trải qua một cuộc sống an yên, không phải lo lắng nhiều về vật chất. Con đường sự nghiệp của họ gặp nhiều thuận lợi và cuộc sống gia đình cũng luôn ấm êm, viên mãn. Những người sinh vào tháng này không phải trải qua nhiều khó khăn, họ may mắn nhận được sự yêu thương và hỗ trợ từ những người thân yêu. Tuy nhiên, nếu liên quan đến nông nghiệp hay sản xuất nông sản, khả năng thành công không cao. Tháng 4, Lập Hạ, những giấc mơ chưa thành hiện thực. Sinh vào tháng 4, Lập Hạ, người tuổi Mậu Thân sẽ gặp phải nhiều thử thách lớn trong cuộc sống. Dù có tài năng và trí tuệ vượt trội, họ dễ bị những yếu tố ngoại cảnh chi phối và quyết định theo cảm xúc hơn là lý trí. Chính vì vậy, dù có cơ hội lớn, nhưng họ không duy trì được những thành quả lâu dài. Họ dễ bị vướng vào tình cảm, dẫn đến những quyết định sai lầm trong sự nghiệp. Dù vậy, cuộc sống của họ vẫn không quá tồi tệ nhờ có sự hỗ trợ của quý nhân, giúp họ vượt qua khó khăn. Tháng 5, Mang Chủng, đường đời đầy gian truân và thử thách. Tháng 5, Mang Chủng, mang đến cho người tuổi Mậu Thân một cuộc sống đầy gian truân, họ phải chịu đựng nhiều khó khăn và biến cố lớn. Tuy nhiên, chính trong những gian khó này, họ lại rèn giũa được nghị lực và ý chí kiên cường.
Mặc dù không được gia đình nâng đỡ, họ phải tự lập từ sớm, nhưng với lòng kiên trì và tính cách tốt bụng, họ vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành công. Con đường đi đến hạnh phúc có thể dài và gian nan, nhưng họ luôn sống với tinh thần lạc quan, ham học hỏi và giúp đỡ mọi người xung quanh. Tháng 6, tiểu thử, tự do và hạnh phúc trong sự ổn định. Sinh vào tháng 6, tiểu thử, những người này có một cuộc sống khá dễ dàng và ổn định. Họ không phải đối mặt với quá nhiều thử thách trong sự nghiệp và tình duyên, mà thay vào đó, họ được sống tự do, thoải mái và tận hưởng cuộc sống ổn định. Cuộc sống gia đình của họ cũng rất hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn và hiếu thảo. Người sinh vào tháng này không có quá nhiều tham vọng, nhưng lại có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và an nhàn. Tháng 7, hội mùa thu, phúc khí dồi dào, sự nghiệp thịnh vượng. Người sinh vào tháng 7, hội mùa thu, được hưởng phúc khí lớn lao, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ và đời sống gia đình viên mãn. Họ được gia đình yêu thương và quý nhân hỗ trợ, giúp họ đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Họ là những người trung thực, khiêm tốn và luôn làm việc chăm chỉ. Nhờ vào phẩm hạnh của mình, họ dễ dàng có được sự nghiệp thành công và cuộc sống sung túc, vững chắc. Tháng 8, bạch lộ, thành công lớn và cuộc sống viên mãn. Sinh vào tháng 8, bạch lộ, người tuổi Mậu Thân có thể đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp và có cuộc sống viên mãn. Họ sở hữu sự nghiệp vững vàng, được gia đình và bạn bè hỗ trợ nhiệt tình. Người sinh vào tháng này dễ dàng đạt được danh vọng, quyền lực và có cuộc sống tài lộc dồi dào. Với quý nhân phù trợ, họ dễ dàng vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành công vượt ngoài mong đợi. Tháng 9, hàn lộ, cuộc sống đầy thử thách và biến động. Người sinh vào tháng 9, hàn lộ, thường phải đối mặt với nhiều thử thách lớn trong cuộc sống. Mặc dù tài năng và trí tuệ của họ vượt trội, nhưng con đường sự nghiệp lại đầy chông gai. Họ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự ổn định và gặp phải không ít trắc trở. Dù có ý chí phấn đấu và làm việc chăm chỉ, nhưng do không được quý nhân phù trợ, sự nghiệp của họ không thể bền vững và dễ gặp phải thất bại. Tháng 10, lục bạch, cuộc sống bình yên và ổn định. Sinh vào tháng 10, lục bát, cuộc sống của người tuổi Mậu Thân khá bình yên và ít biến động. Họ không quá tham vọng, sống an phận và không muốn mạo hiểm. Dù không có những thành tựu vĩ đại, nhưng cuộc sống của họ vẫn ổn định, không phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. Đây là những người sống theo lẽ tự nhiên, không mong cầu quá nhiều, và vì vậy họ có thể tận hưởng cuộc sống với những niềm vui đơn giản. Tháng 11, đại tuyết, thử thách lớn và tinh thần bất ổn. Tháng 11, đại tuyết mang đến cho người tuổi Mậu Thân những thử thách lớn. Họ dễ gặp phải khó khăn và mâu thuẫn trong cuộc sống. Tính khí thất thường, hay nóng nảy và dễ tạo kẻ thù khiến họ không dễ dàng đạt được thành công. Tuy nhiên, người sinh vào tháng này luôn có lòng dũng cảm đối mặt với khó khăn và không sợ đối đầu với những kẻ xấu. Dù không có quý nhân hỗ trợ, nhưng họ vẫn có thể vượt qua sóng gió nhờ vào tài năng và sự cứng cỏi của bản thân. Tháng 12, tiểu hàn, cuộc sống an nhàn và vinh quang. Người sinh vào tháng 12, tiểu hàn, có một cuộc sống ổn định và an nhàn. Họ may mắn có một gia đình hòa thuận, cha mẹ yêu thương và giúp đỡ trong suốt cuộc đời. Họ là những người học hành chăm chỉ, đạt được nhiều thành tựu và có cuộc sống sung túc, vinh quang. Những người này sẽ luôn được kính trọng trong xã hội, sống một cuộc sống hạnh phúc và an yên, không phải lo nghĩ nhiều. Thầy Tử Vi dự báo trong khoảng 7 ngày tới, người tuổi Mậu Thân sẽ trải qua một giai đoạn khá thuận lợi, đặc biệt là trong công việc và tài lộc. Nhờ có sự hỗ trợ từ tam hợp, bạn sẽ thấy những nỗ lực của mình được công nhận và phần thưởng sẽ đến xứng đáng. Bạn có đầu óc sáng suốt, nhạy bén và khả năng học hỏi từ sai lầm, giúp bạn tiến bộ nhanh chóng. Công việc kinh doanh của bạn sẽ có những bước tiến triển tích cực, đồng thời bạn cũng có khả năng nắm bắt cơ hội và thích ứng với thị trường. Tình hình tài chính sẽ được cải thiện, giúp bạn trở nên dư dả hơn. Về chuyện tình cảm, người độc thân sẽ nhận được sự quan tâm của người khác giới, trong khi người đã có gia đình sẽ nhận được sự hỗ trợ và cổ vũ từ người bạn đời trong các quyết định quan trọng. Tuy nhiên, tác động xấu từ cục diện nguyệt lâm bệnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi dù không mắc bệnh nặng, nhưng điều này vẫn có thể làm giảm năng suất và tinh thần làm việc. Cần chú ý đến sức khỏe để không bị ảnh hưởng quá nhiều. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Mậu Thân sinh 1968.
đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới của tháng 11 âm lịch 2024, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Đây chính là thời điểm mà những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian qua bắt đầu đơm hoa kết trái. Cục diện tam hợp bản mệnh hỗ trợ mạnh mẽ, mang đến cho bạn sự tỉnh táo và lý trí tuyệt vời trong mọi quyết định. Chính nhờ vào sự thông minh, sự nhạy bén và khả năng ứng phó linh hoạt với mọi tình huống mà bạn sẽ có thể đưa ra những giải pháp tối ưu cho các vấn đề khó khăn trong công việc. Không chỉ vậy, bạn còn có thể trở thành người chỉ dẫn, dẫn dắt tập thể vượt qua những thử thách lớn. Đây là cơ hội để bạn khẳng định bản thân và chứng minh khả năng lãnh đạo của mình. Dù đạt được những thành công đáng nể trong công việc, bạn vẫn duy trì được sự khiêm tốn và tinh thần cầu tiến. Bạn không ngừng học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ và từ những người xung quanh. Điều này giúp bạn ngày càng hoàn thiện bản thân và có những bước tiến lớn hơn nữa trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng không phải ai cũng đánh giá cao bạn, và dù bạn có sống tốt đến mấy, vẫn sẽ có những người không hài lòng. Đặc biệt, trong thời điểm này, sự xuất hiện của ngũ quỷ hung tinh là lời nhắc nhở bạn cần phải cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn bạn bè, đồng nghiệp và đối tác. Cần phải để mắt tới những kẻ tiểu nhân, những người có thể âm thầm ghen ghét và tìm cách gây rắc rối cho công việc của bạn. Để bảo vệ bản thân và sự nghiệp, bạn cần kiểm chứng thông tin kỹ càng trước khi quyết định đầu tư hoặc hợp tác với ai đó. Đặc biệt với những người làm lãnh đạo, cần tránh xa những kẻ chỉ giỏi nói lời nịnh nọt hay tâng bốc bạn để trục lợi cho bản thân. Hãy tỉnh táo, giữ vững lập trường và không để bị lợi dụng bởi những lời hứa hẹn diễn dông. Mặc dù con đường phía trước có thể sẽ có những thử thách, nhưng với sự khôn ngoan và bản lĩnh, bạn hoàn toàn có thể vượt qua và tiếp tục gặt hái những thành quả xứng đáng. Phương diện tài lộc của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về phương diện tài lộc, trong 7 ngày tới của tháng 11 âm lịch 2024, vận trình tài chính của người tuổi Mậu Thân sẽ có những dấu hiệu vô cùng tích cực. Bạn sẽ cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt trong túi tiền của mình khi những khoản thu nhập ngoài lương cứng bắt đầu xuất hiện, đem lại cho bạn một nguồn tài chính ổn định và dư dả. Mặc dù bạn không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu, nhưng vẫn cần giữ vững tinh thần thận trọng và không nên quá lơ là trong việc quản lý tài chính cá nhân. Với những người làm công ăn lương, bạn sẽ được ghi nhận những nỗ lực trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được những khoản thưởng nóng và phần thưởng xứng đáng. Đặc biệt, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt động lực thúc đẩy mình cố gắng hơn nữa trong công việc, không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn vì mục tiêu phát triển lâu dài. Còn đối với những người kinh doanh, bạn sẽ là người có tầm nhìn xa trông rộng và rất chủ động trong việc nắm bắt các cơ hội làm ăn. Bạn có khả năng phân tích, dự đoán được các xu hướng phát triển của thị trường, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời và hiệu quả. Những kế hoạch đầu tư trước đó đã bắt đầu có kết quả, giúp bạn thu về những khoản lợi nhuận không nhỏ. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn đẩy mạnh các dự án, nâng cao quy mô kinh doanh và gia tăng lợi nhuận. Với những người buôn bán, bạn giữ chữ tín và xây dựng được mối quan hệ tốt với khách hàng, nhờ đó mà việc kinh doanh của bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi. Khách hàng tin tưởng và quay lại với bạn, giúp bạn tạo dựng được thương hiệu và uy tín trong ngành. Nếu điều kiện cho phép, bạn có thể cân nhắc việc mở rộng thêm quy mô kinh doanh để đón nhận những cơ hội mới, tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Tuy nhiên, dù có những cơ hội tuyệt vời đang chờ đón bạn, bạn vẫn cần thận trọng. Ngũ quỷ hung tinh vẫn có thể tác động tiêu cực đến các quyết định tài chính của bạn. Không phải cơ hội nào cũng đáng tin cậy, và không phải mọi lời mời gọi hay cơ hội đầu tư đều mang lại lợi ích thực sự. Hãy luôn kiểm chứng thông tin thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định lớn. Đừng dễ dàng bị lôi kéo bởi những lời mời gọi đầy hấp dẫn từ người khác, đặc biệt là khi bạn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chỉ khi bạn thật sự tỉnh táo và thận trọng, tài lộc mới thực sự bền vững và mang lại hạnh phúc lâu dài. Tình cảm gia đình. Trong những ngày tới, người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ đón nhận nhiều niềm vui và hạnh phúc trong phương diện tình cảm.
Đối với những ai còn độc thân, đây là thời điểm bạn dễ dàng thu hút sự chú ý và yêu mến từ những người xung quanh nhờ vào những thành tích xuất sắc trong công việc. Sự lạc quan, tích cực và tấm lòng chân thành của bạn là chìa khóa mở ra những mối quan hệ mới đầy triển vọng. Bạn sẽ nhận được sự yêu mến từ nhiều phía, thậm chí có thể có người chủ động bày tỏ tình cảm, khiến trái tim bạn cảm thấy ấm áp. Nếu cảm thấy người đó thực sự tốt và chân thành, đừng ngần ngại mở lòng để tìm hiểu thêm. Cơ hội tình cảm có thể đến từ những cuộc trò chuyện bất ngờ, và bạn sẽ nhận ra rằng giữa hai người có rất nhiều điểm chung. Đây là thời gian tuyệt vời để xây dựng một mối quan hệ vững bền, có thể tiến xa hơn trong tương lai. Đối với những người đã lập gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất. Bạn sẽ cảm nhận được sự yêu thương và sự ủng hộ từ người bạn đời trong mỗi quyết định, mỗi bước đi. Những lúc trở về mái ấm, bạn sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhõm và đầy vui vẻ, vì nơi đây luôn có sự thấu hiểu và chia sẻ. Mái ấm gia đình trở thành nơi bạn tìm thấy sự an yên, nơi mọi khó khăn, vất vả ngoài xã hội đều không thể làm bạn mệt mỏi, bởi bạn luôn có sự động viên, cổ vũ từ những người thân yêu. Đây là thời gian để bạn trân trọng những mối quan hệ gia đình, tình cảm và tình thân, vì chúng mang đến cho bạn sức mạnh vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, trong những ngày này, người tuổi Mậu Thân có thể sẽ cảm thấy một số dấu hiệu mệt mỏi và không được khỏe như thường lệ. Mặc dù không gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nhưng những cảm giác uể oải, thiếu năng lượng có thể ảnh hưởng đến tinh thần và hiệu suất công việc của bạn. Đặc biệt, tác động từ các yếu tố bên ngoài có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm lý và thể chất. Đây là lúc bạn cần chú ý đến việc chăm sóc bản thân hơn nữa, không nên bỏ qua những dấu hiệu dù là nhỏ nhặt. Bạn nên dành thời gian đi thăm khám sức khỏe toàn diện để phát hiện và điều trị sớm nếu có bất kỳ vấn đề nào. Việc bổ sung thực phẩm dinh dưỡng, thuốc bổ hoặc các phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng. Đừng để cơ thể bị suy yếu, vì sức khỏe là nền tảng quan trọng để bạn có thể đạt được những thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, đừng quên dành thời gian cho các hoạt động thể dục thể thao để duy trì sức khỏe bền vững. Một chế độ nghỉ ngơi hợp lý cũng rất quan trọng để hồi phục năng lượng. Việc duy trì một lối sống lành mạnh, kết hợp với suy nghĩ tích cực, sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn này một cách dễ dàng hơn. Khi bạn giữ cho tâm trạng lạc quan và không ngừng chăm sóc sức khỏe, bạn sẽ thấy tình trạng sức khỏe dần cải thiện, mang lại sự tươi mới và năng động trong cuộc sống hàng ngày. Và tiếp theo sau đây là phân luận giải vận trình tử vi chi tiết của tuổi Mậu Thân sinh 1968, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch năm 2024, được chia làm hai giai đoạn như sau. Tử vi tuổi Mậu Thân, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11 âm lịch 2024. Trong khoảng thời gian này, sự nghiệp của tuổi Mậu Thân có dấu hiệu thăng tiến mạnh mẽ nhờ có sự trợ giúp từ quý nhân. Những cơ hội thể hiện năng lực bản thân xuất hiện, giúp bạn ghi dấu ấn trong công việc. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và luôn hết mình, bạn nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn chứng minh bản thân, nhất là khi có quý nhân hỗ trợ. Tuy nhiên, dù công việc thuận lợi, bạn cũng cần tránh thái độ kiêu ngạo, vì một khi làm mất lòng kẻ tiểu nhân, mọi sự cố gắng có thể đổ sông đổ biển. Đối với những người làm ăn, sự nghiệp có dấu hiệu ổn định và tiến triển tốt, đặc biệt là vào cuối thời gian này, khi cơ hội hợp tác và làm ăn bắt đầu đến nhiều hơn. Người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản thưởng nóng, trong khi những ai chăm chỉ làm thêm cũng sẽ tìm được nhiều đối tác đáng tin cậy. Về phương diện tình cảm, gia đình là điểm tựa vững chắc cho tuổi Mậu Thân. Người đã có gia đình cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ và yêu thương từ nửa kia, giúp tình cảm gia đình thêm gắn bó. Đây là thời điểm bạn nhận ra rằng gia đình chính là hậu phương vững chắc trong mọi thử thách của cuộc sống. Đối với người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh, tình duyên có dấu hiệu khởi sắc. Bạn có thể sẽ được giới thiệu những đối tượng phù hợp, hãy mở lòng và thử trò chuyện, vì biết đâu bạn sẽ gặp được người xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Thân, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 âm lịch 2024. Tiếp nối sự thuận lợi từ những ngày trước, giai đoạn này chứng kiến sự thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp của tuổi Mậu Thân. Nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, đặc biệt là quý nhân nữ, bạn dễ dàng tìm thấy những cơ hội tốt, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn phát huy những lợi thế của mình,
khi sự nghiệp bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định và có dấu hiệu thăng tiến. Cấp trên ghi nhận những cống hiến của bạn và bạn hoàn toàn có thể nhận được sự thăng chức xứng đáng với năng lực thực sự. Tài vận của tuổi Mậu Thân trong giai đoạn này cũng có dấu hiệu gia tăng. Mặc dù tài chính đang có dấu hiệu tăng trưởng, nhưng bạn cũng cần thận trọng trong các quyết định đầu tư. Những cơ hội kiếm tiền tự đến, nhưng vẫn cần cân nhắc kỹ càng để tránh những rủi ro tiềm ẩn, nhất là khi đầu tư vào các lĩnh vực mới. Về tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Cả hai đều dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc, dù công việc bận rộn đến đâu, nhưng bạn vẫn luôn tìm cách dung đắp tình cảm. Tình yêu và sự sẻ chia trong gia đình là nguồn động viên lớn lao, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tổng kết lại, tử vi của tuổi Mậu Thân từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 11 âm lịch 2024 mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp, tài chính và tình cảm. Bạn có cơ hội thể hiện bản thân, nhận được sự công nhận từ cấp trên, đồng thời tình cảm gia đình và tình yêu cũng như nhân duyên có nhiều tiến triển tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn cần luôn giữ thái độ khiêm tốn và thận trọng trong các quyết định để đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài trong mọi lĩnh vực. Tháng 11 âm lịch 2024 những ngày may mắn đặc biệt cho tuổi Mậu Thân 1968. Tháng 11 âm lịch năm 2024 mang đến những cơ hội đặc biệt cho người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Trong những ngày này, bạn sẽ nhận được sự ghi nhận, may mắn và thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Dưới đây là những ngày may mắn nhất trong tháng, mỗi ngày đều chứa đựng những bài học quý giá và cơ hội đổi đời. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024, ngày thể hiện giá trị bản thân. Ngày này sẽ là thời điểm lý tưởng để bạn thể hiện bản lĩnh và giá trị của mình tại nơi làm việc. Công sức và sự nỗ lực của bạn sẽ không chỉ được lãnh đạo ghi nhận mà còn tạo ấn tượng mạnh mẽ với đồng nghiệp. Bạn sẽ được họ ủng hộ, tạo đà thuận lợi cho con đường thăng tiến rộng mở. Trong công việc, sự sáng tạo và tư duy linh hoạt của bạn sẽ tỏa sáng. Bên cạnh đó, ngày này cũng mang đến cho bạn cơ hội đầu tư hấp dẫn. Bạn sẽ thể hiện được tầm nhìn chiến lược phi thường, khả năng đưa ra những quyết định táo bạo, đồng thời lòng dũng cảm trong việc đối mặt với những cơ hội rủi ro. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhớ rằng, dù vận may có mỉm cười, thái độ khiêm tốn là yếu tố quyết định để bạn tránh gây ghen tị trong mắt người khác. Điều này sẽ giúp bạn giữ được sự bình ổn trong công việc và cuộc sống. Ngày 14 tháng 11 âm lịch 2024, ngày vượt qua thử thách. Ngày 14 tháng 11 mang đến cho bạn một cú hích lớn trong công việc. Bạn sẽ lần lượt vượt qua những thử thách đang vướng phải, đặc biệt là những vấn đề khó khăn kéo dài. Sự nhạy bén và tư duy đổi mới của bạn sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề nan giải. Bạn sẽ nhận được sự tôn trọng từ cấp trên và đồng nghiệp nhờ vào tinh thần sáng tạo và thái độ chuyên nghiệp của mình. Đây là lúc bạn chứng tỏ được giá trị thực sự của bản thân. Về mặt tài chính, những cơ hội đầu tư hay nghề tay trái sẽ xuất hiện. Nếu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, bạn hoàn toàn có thể nắm bắt những cơ hội này để phát triển. Hãy nhớ rằng, cơ hội không đến với những người không biết học hỏi và phát triển bản thân. Chỉ khi bạn luôn nỗ lực không ngừng, thì cơ hội mới đến và mang lại kết quả tốt đẹp. Ngày 24 tháng 11 âm lịch 2024, ngày đón nhận thành quả. Ngày 24 tháng 11 là một ngày đặc biệt với những thành quả mà bạn đã kỳ công vun đắp từ trước. Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc sẽ được đền đáp xứng đáng. Các dự án mà bạn đã triển khai đang tiến triển thuận lợi và có dấu hiệu thành công rõ rệt. Sự ghi nhận từ lãnh đạo và sự hỗ trợ từ đồng nghiệp sẽ là động lực lớn để bạn tiếp tục phấn đấu. Trong công tác quản lý tài chính và đầu tư, những kế hoạch mà bạn đã lên từ trước đang bắt đầu mang lại kết quả tích cực. Dù là thị trường chứng khoán hay bất động sản, tất cả đều có xu hướng đi lên, mở ra cơ hội thu nhập mới cho bạn. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy những quyết định sáng suốt của bạn đã được đền đáp. Tuy nhiên, đừng quên giữ thái độ khiêm tốn, chia sẻ niềm vui và thành công của mình với những người xung quanh. Sự khiêm nhường sẽ giúp bạn kéo dài vận may và thành công trong tương lai. Ngày 29 tháng 11 âm lịch 2024, ngày của sự đền đáp. Ngày cuối tháng 11 là một ngày tràn đầy niềm vui và sự đền đáp xứng đáng cho những cống hiến của bạn. Sau một thời gian dài kiên trì làm việc, những tin vui về thăng chức, tăng lương sẽ lần lượt đến với bạn. Thành quả từ những cố gắng của bạn sẽ không chỉ giúp bạn nhận được sự công nhận từ cấp trên mà còn giúp củng cố vị trí của bạn trong công ty.
công việc hợp tác với đồng nghiệp sẽ diễn ra suôn sẻ, mối quan hệ đồng nghiệp trở nên gắn bó và thuận lợi hơn. Về tài chính, những quyết định đầu tư trước đó sẽ mang lại kết quả tốt. Bạn sẽ thấy sự cải thiện đáng kể trong thu nhập của mình, dù là từ công việc chính hay từ các dự án phụ. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn gặp gỡ những người cố vấn, đối tác tiềm năng, mở ra những cơ hội phát triển trong tương lai. Những mối quan hệ này sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Tháng 11 âm lịch năm 2024 là một tháng đầy may mắn đối với người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Những ngày này sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội trong công việc, tài chính và các mối quan hệ. Tuy nhiên, để tận dụng được những cơ hội này, bạn cần giữ vững thái độ khiêm tốn, chăm chỉ và không ngừng học hỏi. Khi bạn có sự chuẩn bị tốt, vận may sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường. Tiếp theo là cẩm nang dượng vận cho tuổi Mậu Thân sinh 1968, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Công việc và kinh doanh, đây là một thời điểm thuận lợi cho công việc và việc làm ăn, kinh doanh của bạn. Bạn sẽ nhận được những lợi ích lớn và có thể đạt được những khoản lãi đáng kể, đạt đỉnh trong thời gian này. Quý nhân và tiểu nhân. Quý nhân, tuổi Thìn và tuổi Mùi sẽ là những người hỗ trợ bạn trong công việc, giúp bạn vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Tiểu nhân, cẩn trọng với tuổi Sửu và tuổi Mùi, những người này có thể mang lại rắc rối hoặc cản trở bạn trong một số tình huống. Màu sắc may mắn, màu hồ và màu dạng sẽ mang lại may mắn cho bạn trong thời gian này. Bạn có thể sử dụng các màu sắc này trong trang phục hoặc các vật phẩm quan trọng. Con số may mắn, các con số 20, 55 và 70 sẽ là những con số đem lại vận may, có thể áp dụng vào các quyết định quan trọng như đầu tư hoặc mua bán. Hợp tác kinh doanh của tuổi Mậu Thân với các tuổi khác, sự kết hợp mang đến may mắn và thành công. Mỗi người trong chúng ta đều có một bản mệnh, một tuổi tác và một vận mệnh riêng. Trong công việc, việc tìm kiếm một đối tác kinh doanh phù hợp với mình có thể giúp gia tăng vận khí, thu hút tài lộc và mang lại sự thịnh vượng lâu dài. Đối với người tuổi Mậu Thân 1968, việc lựa chọn người bạn đồng hành trong sự nghiệp là vô cùng quan trọng. Vậy, tuổi Mậu Thân sẽ hợp tác với những tuổi nào để đạt được sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc phát đạt? Cùng khám phá sự kết hợp giữa tuổi Mậu Thân và các tuổi trong vòng tròn 12 con giáp qua bài viết này. 1. Mậu Thân và Tý. Mậu Thân và Tý là một cặp đôi khá ăn ý trong công việc kinh doanh. Cả hai đều năng động và đầy tham vọng. Tý sở hữu trí tuệ sắc bén và khả năng kiếm tiền nhanh nhạy, trong khi Mậu Thân lại là người thích nắm quyền lực và lãnh đạo. Sự kết hợp giữa trí tuệ của Tý và khả năng lãnh đạo của Mậu Thân sẽ tạo ra một mối quan hệ hợp tác bền vững, giúp cả hai phát triển nhanh chóng trong sự nghiệp. Mặc dù có đôi chút khác biệt về tính cách, nhưng vì mục tiêu chung là sự thành công, Mậu Thân và Tý sẽ dễ dàng hòa hợp và cùng nhau tạo dựng sự nghiệp vững chắc. 2. Mậu Thân và Sửu. Khi Mậu Thân hợp tác với Sửu, có thể sẽ gặp phải một số khó khăn trong giao tiếp và phối hợp công việc. Sửu là người thực tế, chăm chỉ, luôn làm việc với sự cẩn trọng và kiên trì. Trong khi đó, Mậu Thân thường chỉ chú tâm vào công việc khi thấy kết quả rõ ràng và tuyệt vời. Vì vậy, Mậu Thân có thể cảm thấy khó chịu với tính cách bảo thủ và thiếu linh hoạt của Sửu, trong khi Sửu lại thấy Mậu Thân quá lãng mạn và thiếu thực tế. Tuy nhiên, nếu biết kiên nhẫn và tôn trọng sự khác biệt, họ vẫn có thể phát triển công việc nhưng cần một chút thời gian để thích nghi. 3. Mậu Thân và Dần. Dần là một người nghiêm khắc, yêu cầu sự nỗ lực và cố gắng không ngừng từ đối tác. Còn Mậu Thân lại ưa thích tự do, thích chơi và ít chịu áp lực. Điều này có thể dẫn đến sự mâu thuẫn trong cách làm việc. Mậu Thân có thể cảm thấy không thoải mái khi Dần yêu cầu họ phải nghiêm túc và làm việc nhiều hơn, trong khi Dần lại coi Mậu Thân là người thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu biết tôn trọng lẫn nhau và phát huy thế mạnh của mình, hai tuổi này vẫn có thể hợp tác hiệu quả. 4. Mậu Thân và Mão. Cả Mậu Thân và Mão đều có thể tạo nên một mối quan hệ hợp tác kinh doanh thuận lợi, nhưng điều này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai bên. Mão là người tỉ mỉ, thông minh nhưng lại không giỏi trong việc quản lý tài chính, trong khi Mậu Thân cũng không phải là người tiết kiệm. Do đó, nếu cả hai cùng tham gia vào công việc tài chính, rất dễ dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, nếu Mão tập trung vào việc hỗ trợ Mậu Thân trong các công việc hành chính, còn Mậu Thân chịu trách nhiệm giao tiếp với khách hàng và đối tác,
thì mối quan hệ này sẽ rất phát triển. 5. Mậu Thân và Thìn. Mậu Thân và Thìn có một mối quan hệ hợp tác rất hứa hẹn. Cả hai đều yêu thích thử thách và mạo hiểm, luôn tìm kiếm những cơ hội mới trong công việc. Thìn vốn là một người may mắn về tài chính, và sự kết hợp với Mậu Thân có thể mang lại nhiều thành công. Mậu Thân có thể khai thác thế mạnh trong việc lãnh đạo, trong khi Thìn hỗ trợ về mặt tài chính và chiến lược, tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo. 6. Mậu Thân và Tỵ. Mậu Thân và Tỵ có thể tạo ra một sự kết hợp hài hòa nếu họ biết điều chỉnh những khác biệt trong tính cách. Tỵ là người cẩn trọng, làm việc theo kế hoạch và thích sự ổn định, trong khi Mậu Thân lại ưa mạo hiểm và thích thử sức với những điều mới lạ. Tuy nhiên, nếu biết tôn trọng lẫn nhau, Mậu Thân và Tỵ sẽ giúp đỡ nhau phát triển trong công việc, với Tỵ giữ vai trò ổn định tài chính và Mậu Thân chịu trách nhiệm sáng tạo và phát triển. 7. Mậu Thân và Ngọ. Mối quan hệ giữa Mậu Thân và Ngọ có thể gặp khó khăn khi cả hai đều có xu hướng tự do và không quá chú trọng đến sự nghiêm túc trong công việc. Mậu Thân có thể cảm thấy khó chịu khi Ngọ yêu cầu sự tập trung vào công việc, trong khi Ngọ lại cảm thấy Mậu Thân thiếu trách nhiệm. Nếu hai tuổi này cùng làm chung, họ sẽ cần một đối tác thứ ba để duy trì sự ổn định và gắn kết công việc. 8. Mậu Thân và Mùi. Mậu Thân và Mùi có thể gặp phải một số căng thẳng trong công việc. Mùi là người có tham vọng, luôn mong muốn sự phát triển nhưng lại thiếu khả năng quản lý tài chính. Mậu Thân cũng không phải là người kiên nhẫn trong việc làm ăn lâu dài, và hai tuổi này có thể dễ dàng bị dao động bởi những lời xu nịnh. Tuy nhiên, nếu biết kiên trì và hỗ trợ nhau, họ vẫn có thể xây dựng một mối quan hệ hợp tác kinh doanh bền vững. 9. Mậu Thân và Thân. Khi Mậu Thân và Thân hợp tác, cả hai sẽ cần phải thống nhất vai trò lãnh đạo. Mậu Thân ưa mạo hiểm và thích dẫn đầu, trong khi Thân cũng là người năng động và muốn có quyền kiểm soát công việc. Sự tranh giành quyền lực có thể dẫn đến mâu thuẫn, nhưng nếu biết thỏa hiệp và phân chia công việc rõ ràng, họ có thể xây dựng một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. 10. Mậu Thân và Dậu. Mậu Thân và Dậu là một cặp đối tác ăn ý trong kinh doanh. Mậu Thân có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo, giao tiếp với khách hàng, trong khi Dậu lo liệu tài chính và quản lý. Sự kết hợp này giúp Mậu Thân phát huy tối đa khả năng sáng tạo và lãnh đạo, còn Dậu sẽ giữ vững sự ổn định tài chính cho doanh nghiệp. 11. Mậu Thân và Tuất. Mậu Thân và Tuất có thể tạo ra một môi trường làm việc năng động và thành công. Mậu Thân là người lãnh đạo, còn Tuất hỗ trợ với khả năng đánh giá tình hình và xây dựng mối quan hệ. Sự kết hợp giữa khả năng thuyết phục của Mậu Thân và sự thông minh của Tuất sẽ giúp công việc phát triển thuận lợi. 12. Mậu Thân và Hợi. Mậu Thân và Hợi là một cặp đôi lý tưởng trong kinh doanh. Mậu Thân có khả năng lãnh đạo và tạo mối quan hệ với khách hàng, trong khi Hợi lại là người làm việc chăm chỉ và sẵn sàng giúp đỡ Mậu Thân tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Cả hai sẽ tạo dựng được một sự nghiệp vững mạnh và thịnh vượng nếu biết kết hợp sức mạnh của mình. Nhân sinh cảm ngộ. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một cuộc đời an lành, hạnh phúc, không phải chịu khổ đau hay gian truân. Chúng ta thường nghe những câu như phước hết nghiệp đến và sống đừng hưởng hết phước báo của mình như những lời nhắc nhở sâu sắc về cách sống trong đời này. Những lời dạy của Đức Phật về phước báo và nghiệp báo là những bài học quý giá mà mỗi người chúng ta cần ghi nhớ và thực hành. Phước báo và nghiệp báo là gì? Trong giáo lý Phật giáo, phước báo và nghiệp báo là hai khái niệm quan trọng, gắn liền với hành động, lời nói và suy nghĩ của con người trong suốt cuộc đời. Phước báo là những điều tốt đẹp mà chúng ta tích lũy được qua những hành động thiện lành, lời nói tốt đẹp và suy nghĩ tích cực. Những hành động này xuất phát từ lòng từ bi, trí tuệ và sự kính trọng đối với mọi sự sống xung quanh. Phước báo là kết quả của những công đức, những việc làm tốt mà chúng ta đã gieo trồng từ trước. Ngược lại, nghiệp là quả của hành động, không chỉ là những việc ác mà ta đã làm mà còn bao gồm cả những suy nghĩ và lời nói. Đức Phật dạy rằng nghiệp báo không bao giờ sai, và chính ta là người tạo ra nghiệp của mình. Mỗi hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta là những hạt giống sẽ cho quả trong tương lai, có thể là ngay trong đời này hoặc đời sau. Phước hết nghiệp đến. Phước hết nghiệp đến là một trong những lời dạy sâu sắc của Đức Phật. Câu nói này ám chỉ rằng mỗi người đều có phước báo, nhưng phước báo này không phải là vô hạn. Nếu chúng ta không biết giữ gìn, duy trì và phát triển phước báo, nó sẽ nhanh chóng cạn kiệt.
Khi phước báo đã hết, nghiệp sẽ đến và chúng ta sẽ phải đối mặt với những thử thách, khó khăn mà chính ta đã tạo ra từ những hành động sai lầm trong quá khứ. Hãy tưởng tượng phước báo như một nguồn nước trong một cái giếng. Nếu chúng ta liên tục lấy nước mà không chăm sóc, tưới tắm, nguồn nước đó sẽ cạn dần và chúng ta sẽ không còn phước báo để giúp đỡ mình trong lúc cần thiết. Chính vì vậy, việc duy trì và phát triển phước báo là rất quan trọng. Cách duy trì và phát triển phước báo. Để giữ gìn và phát triển phước báo, Đức Phật dạy rằng chúng ta cần sống trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, hành động với lòng từ bi, hiểu biết và kiên nhẫn. Chúng ta phải luôn biết ơn và không coi thường những phước báo mình đang có. Điều này không chỉ giúp chúng ta giữ vững phước báo mà còn giúp tạo ra một cuộc sống hạnh phúc, an lạc. Sống đừng hưởng hết phước báo của mình. Sống đừng hưởng hết phước báo của mình là lời khuyên của Đức Phật, nhắc nhở chúng ta về cách sống khiêm nhường và biết chia sẻ. Phước báo không phải chỉ để dành riêng cho bản thân mà phải được dùng để giúp đỡ người khác, làm lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Những hành động từ thiện, những lời nói yêu thương và những suy nghĩ tốt lành chính là cách để duy trì và phát triển phước báo. Trong cuộc sống, có rất nhiều người sống trong sự hài lòng tự mãn với những gì mình có, không nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Họ chỉ biết hưởng thụ những phước báo mà mình có mà không nhận ra rằng cuộc đời này không chỉ có mình mà còn rất nhiều người xung quanh cần sự chia sẻ. Nếu chỉ sống ích kỷ, phước báo sẽ nhanh chóng cạn kiệt và nghiệp báo xấu sẽ đến. Phước báo sẽ không cạn nếu biết chia sẻ. Đức Phật dạy rằng phước báo sẽ không cạn nếu chúng ta biết chia sẻ và giúp đỡ những người cần nó. Những hành động nhỏ như giúp đỡ người nghèo, chăm sóc người bệnh hay hỗ trợ những người gặp khó khăn đều góp phần tạo ra phước báo cho bản thân và cho cộng đồng. Cuộc sống này là một chuỗi những sự kiện, trong đó mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ đều có tác động đến phước báo và nghiệp báo. Chúng ta không thể sống chỉ cho bản thân mà không nghĩ đến người khác. Phước báo sẽ mãi tồn tại khi chúng ta sống đúng với đạo lý, sống vì người khác và biết giữ gìn những gì mình đã có. Lời kết. Với lời dạy phước hết nghiệp sẽ đến và sống đừng hưởng hết phước báo của mình, Đức Phật nhắc nhở chúng ta về một cuộc sống khiêm nhường, biết ơn và chia sẻ. Hãy sống một đời sống đầy đủ tình yêu thương, từ bi và trí tuệ để không chỉ bản thân mà cả thế giới này cũng sẽ được hưởng lợi từ những phước báo mà chúng ta tạo ra. Nguyện cầu cho tất cả chúng ta đều sống trong ánh sáng của lòng từ bi và trí tuệ, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc và bình an. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Mậu Thân sinh 1968, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.